Xin chào mọi người, hôm nay đến lịch tiêm vaccine cho con của Messi và Pila. Con của Messi thì tiêm vaccine mũi 2 và của Pila thì vaccine mũi 1. Thì mình sẽ tiêm để cho mọi người nhìn, có thể mọi người tiêm vaccine tại nhà thì mọi người cũng sẽ biết cách tiêm. Không phải tiêm vaccine là đảm bảo 100% con chó không bị bệnh đâu. Mà tiêm vaccine này là để mà giúp cho cái cơ thể của con chó nó tạo ra cái cơ chế để nó tiêu diệt được những cái bệnh này, 5 bệnh với 7 bệnh này. Tạo cơ chế tiêu diệt các bạn nhé. Nhưng mà cái mầm này nó là cái mầm yếu, cái vaccine này nó mình có thể hiểu như là một cái con virus nó bị làm yếu đi để cho cơ thể nó tập dượt với cái việc tiêu diệt cái con virus đấy. Nhưng nếu mà khi mà môi trường nó gặp cái virus thực tế ở ngoài môi trường với cái số lượng quá nhiều, cơ thể của con chó nó được tập dượt rồi nhưng mà nó vẫn không tiêu diệt được, nó vẫn bị mắc bệnh các bạn nhé, chứ không phải là tiêm vaccine rồi là 100% nó không bị bệnh, nó không phải. Nó giúp cho con chó tập dượt cái việc tiêu diệt bệnh, tiêu diệt cái con virus của những cái bệnh này, giúp tập dượt chứ nhé, chứ không phải là đảm bảo chắc chắn là tiêm vaccine rồi mà nó không bị bệnh đâu. Tiêm vaccine nó không bị bệnh thì cái vaccine này nó phải bán 1 triệu một liều, mà chẳng có cái thuốc nào mà nó là 100% cả, không có. Nhưng cái tiêm vaccine chuẩn thì nó giảm thiểu được theo như mà mình nghe bác sĩ nói thì nó sẽ giảm được 75% nguy cơ. Còn nếu mà tiêm theo đấy là người ta tính trung bình thôi, 75% đến 95%, chứ còn nó vẫn còn 5% là có nguy cơ mắc bệnh đấy. Đây là cái túi chứa vaccine, túi giữ nhiệt các bạn, mọi người xem nhá. Bên dưới này đó là đá để cách lớp ra để đảm bảo cái vaccine. Đây có mấy liều vaccine, sẽ lấy vaccine ra luôn, mấy liều này trước này, xi lanh nhá, dùng xi lanh dùng một lần, ok vậy đó bạn. Nếu mà tiêm một con thì mọi người không cần tiêm một con, bỏ tủ ra mọi người có thể là hút thuốc rồi mọi người sẽ tiêm luôn thì ok, không cần phải gì. Nhưng mà nếu mà khi cả đàn là phải như thế này. Lành một này mà coi như là nó sẽ hút được vừa đủ cái lọ này, vừa đủ luôn 1 ml. Tắm vào cái thuốc bột này, bên này. Hút ra. Hút ra đây. Đúng 1 ml. Ok. Xong nhá. Tất cả các cái ấy của chúng ta đều sẽ làm giống nhau thôi, không có khác gì cả. Ok, xong để đây. Lại cho vào đây cho mát này. Thì tất cả các cái liều vaccine chúng ta đều sẽ làm như vậy. Tất cả những cái này chúng ta làm là chúng ta sẽ phải làm nhanh tay, để có vaccine nó không phải ở bên ngoài cái bên ngoài thời gian nó quá lâu, bởi vì các vaccine là cái điều kiện bảo quản của nó là nó cần phải được bảo quản ở cái nhiệt độ ngăn mát tủ lạnh. Tại sao mà khi mà
chúng ta nuôi một con thì chúng ta nên mang ra các phòng khám tiêm, là vì như vậy bởi vì vaccine lôi ra cái nó được tiêm ngay các bạn. Còn khi mà chúng ta tiêm chó theo đàn thì chúng ta mới cầm về nhà, nhưng mà chúng ta sẽ phải bảo quản cái vaccine nó rất là cẩn thận. Và những cái người mà bảo quản không cẩn thận, cái vaccine nó bị chất lượng nó bị giảm đi, thì nó chính ra là nó sẽ ra cái trường hợp là rất nhiều con chó là tiêm vaccine là được tiêm đầy đủ, nhưng mà lại cứ chạm dịch bệnh dịch là dính. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái vaccine tiêm nhưng mà tiêm cũng như không, nó không giữ được cái tác dụng của cái vaccine, nó bị để ra ngoài quá lâu chẳng hạn, nó bị hỏng rồi, không có cái tác dụng gì nữa rồi. Các cái virus làm yếu này là nó chết hết rồi, nó chẳng còn sống nữa để mà nó tạo cái tập luyện cho cái cơ thể để nó chống lại bệnh. Bởi vì nó chẳng còn cái virus nào còn sống nữa thì nó không còn tác dụng. Vaccine nó cần phải được bảo quản để mà nó đảm bảo cái điều ấy, đảm bảo là cái virus nó phải còn sống. Người nhìn thấy cái đầu kim không? Ok. Giờ bắt đầu tiêm. Này nó có hai cái tem này, là sau là sẽ để dán vào cái dán vào cái sổ tiêm, thể hiện nó được tiêm vaccine rồi. Phải có hai cái tem nhé các bạn nhé. Tiêm vaccine nó có hai lọ đấy. Hai lọ nó hòa vào nhau, và ở trên cái nhãn là nó phải là khoác hai nhãn, chứ không phải một nhãn đấy. Nào bây giờ bắt đầu, con nào phá anh sẽ tiêm trước. Này đứa nào là đứa phá đầu tiên là đứa nào? Tiêm cho bọn to trước. Nào đứa nào gần nhất? Con xanh. Nancy này, ok này. Yên. Rồi. Nancy ngoan lắm. Một đứa. Rồi. Nano. Rồi, yên nào. Rồi, hai đứa. Gãi. Cái chỗ tiêm nó ngứa là nó gãi đấy, nó tích. Nina. Yên. Ngoan lắm. Rồi, ba đứa. Rồi, thôi. Hư nào. Không hư. Nancy xinh. Yên để yên. Không mà đau đấy. Đứa nào phải tiêm hết. Không có đứa nào tránh hết cả. 4. Rồi, nâu. Nancy.
không hư. Yên. Năm. Thằng ấy này tiêm mũi 3 nữa. Mana. Yên. Mana này. Ok, đã xong 7 đứa to. Cái vaccine 7 bệnh. Bây giờ là đến mấy đứa bé? 4 đứa bé, cái vaccine 5 bệnh. Ok, thay đầu tiên, nào ship. Tiêm chứ làm gì mà. Thằng xanh đầu tiên này. Thằng này. Thằng thứ hai. Ok. Xong. Thằng chú à. Ừ nè. Không. Đau ơi. Ok. Cuối cùng. Và hai thằng kia đeo dây mà chúng nó ấy ra rồi. Cắn dây của nhau mất dây rồi. Ok, nằm xuống đây. Nào, Nina. Ok, như vậy là sau 30 phút, chưa đến 30 phút, tiêm vaccine cho một loạt tất cả 11 con. Mọi người nhìn lại nhé, cái túi à, bên dưới nó phải có đá, nó giữ được giữ lạnh đấy. Và đây là bỏ ra từ trong tổ, và khi mà cầm về cất vào trong ngăn mát tủ ngay, đến lúc dùng thì là lấy ra cũng vẫn còn phải cho vào cái này.